tối nữa. Đây, tối nữa, không có sáng trưng gì đâu. Đúng rồi, tối đúng rồi, đó, tối hết nguyên cái không không gian dưới. Nguyên cái mảng nó tối hết cái mảng dưới luôn. Ơi, bữa giờ xây nhà thờ ông bà xây xong rồi đó, nhớ xây xong rồi phải trồng cây nữa nha, chứ không phải để không gian trống lỏng như chân áo dài đâu có đẹp. Về nhà trồng thêm cây rồi vô à, cho nó thêm sinh động lên không gian. Thích thì vẽ thêm về cô gái ha, đang đi dạo ở bên ngoài rồi đó, cho có không gian lên. Khi vẽ nó dài á, dài nó mỏng lắm, dài áo dài rất là mỏng, dễ làm sao phải mượt mà mềm.